Hello, chào bạn, thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Pháp sư Aleister với bộ trang phục là Thiếu Niên Hắc Ám, một cái bộ trang phục chỉ ra mắt trong những đợt event đặc biệt của trò đánh quân mobile chứ không được bán bằng quân huy anh em ơi. Cái trang phục này thì đã lâu lắm rồi, có một thời điểm nó bán quân huy, sau đó thì nó bị ngừng bán, rồi đã đưa vào những sự kiện đặc biệt. Đó, hồi đó thì anh em nào nhanh tay thì có thể mua được, những anh em nào chậm tay thì phải đợi những cái dịp event đặc biệt của Liên Quân Mobile thì mới sở hữu được. Ok, và Aleister có thay đổi gì không trong phiên bản cập nhật mới thì đây cũng là thông tin mà rất nhiều anh em muốn quan tâm. Một tướng pháp sư với khả năng khống chế rất là lâu, làm choáng lên đến 2,5 giây ở chiêu cuối, và chiêu 1 cũng có khả năng làm choáng rất là tốt. Nói chung là vị tướng với khả năng làm choáng liên hoàn rất là bá đạo. Thời gian làm choáng liên hoàn của Aleister có thể lên đến hơn 3 giây anh em ơi, rất là lâu. Đấy, combo mình sử dụng Aleister dễ dàng và rất dễ sử dụng cho anh em nào dễ tập chơi, mới tập chơi Aleister và có thể là ít chơi Aleister như mình, đó là anh em dùng luôn chiêu cuối. Sau đó anh em đặt chiêu 1 đúng chân thường địch rồi đặt chiêu 2 thì chắc chắn là thường địch sẽ bị làm choáng đến thời gian hơn 3 giây rất là lâu. Và với thời gian làm choáng này thì thường địch chắc chắn sẽ chết. Mặc dù combo này thì sát thương ít hơn cái combo đó là anh em dùng chiêu 2, chiêu 1, chiêu 3. Đấy, sát thương thì ít hơn nhưng mà lại dễ dùng hơn, dễ chuẩn xác hơn. Cái độ chính xác là thường đó là 100% anh em ơi. Chứ anh em đặt chiêu 1 trước thì nhiều khi là đặt lỗi. Đấy, nếu mà đặt chiêu 1 trước rồi thì vẫn đặt đặt chiêu 2, chiêu 1 trước rồi thì nó nhiều khi là không trúng chiêu 1 anh em ơi. Và combo thì nó khống chế không được lâu. Đấy, ok. Mà quan trọng nhất đó vẫn là thời gian khống chế. Adapter sẽ thay đổi cái lượng sát thương phép ở cái chiêu thứ chiêu thứ hai anh em ơi. Lượng sát thương phép của Aleister ở chiêu thứ hai ở thời điểm đầu game sẽ nhiều hơn so với phiên bản hiện tại, nhưng mà ở late game thì lại ít hơn so với phiên bản hiện tại một chút xíu. Đấy, thành ra đây là sự cân bằng giúp Aleister đầu game sẽ dùng chiêu hai. Mình sẽ thường mắc chiêu hai trước mà anh em ơi, đẩy nính nhanh hơn. Đấy, đẩy nính nhanh hơn, dốc được nhiều sát thương hơn lên người tướng địch. Thực sự thì cái chiêu này sẽ giúp Aleister càng đi gank nhiều hơn. Bởi vì chiêu 2 anh em sát thương phép nhiều hơn thì tập một chiêu 2 cái là xong một đám lính rồi. Các bạn có thể là đi gank hỗ trợ team. Thực ra trận đấu này thì team mình pháp sư thì cũng có thừa, mà xạ thủ thì càng dư. 3 tướng phong cách pháp sư khống chế, 2 tướng xạ thủ. Đội hình rất là mắc bêu. Ok. Nhưng mà đội hình của Payla đi cùng với xạ thủ thì rất là ghê gớm, khả năng đẩy đường rất là tốt. Bởi Payla chiêu 1 có khả năng búp máu, búp tốc đánh cho đồng đội. Cái này đi chung đẩy đường thì nó rất là vô đối anh em ơi. Không phải lo hết máu. Rồi, Liliana đã bị team bạn quay rất là đông. Aleister điểm mạnh đó là khả năng khống chế rất là lâu và sát thương phép cũng rất là nhiều. Nhưng mà điểm yếu thì đó là một pháp sư là rất kém cơ động, thành ra thì vẫn ít xuất hiện trong đấu giải anh em ơi. Hầu như là không xuất hiện Aleister trong đấu giải. Chỉ có những vị tướng cơ động này, cao này, như Laurel, như Quyền Vương và như Tulen. Đấy thì nó mới xuất hiện trong đấu giải nhiều thôi. Hiện tại thì khá ít anh em sử dụng Aleister để leo danh không như những phiên bản trước. Aleister sử dụng rất là nhiều và rất nhiều bạn thông thạo ép Aleister, bởi vì đây là vị tướng có lối đánh vô cùng khó chịu cho tướng địch, bởi vì cái khả năng spam kỹ năng chiêu 1, chiêu 2 rất là thấm và làm choáng thì rất là khó chịu. Mình đang làm clip mà review cái thay đổi của vị tướng Aleister trong phiên bản mới vậy nào ơi. Thì thông tin các bạn có thể lên trang chủ của Liên Quân chúng Gala để xem chờ để chi tiết hơn. Mình sẽ nói chung là tổng hợp trước để cho các bạn phân tích rõ hơn, thì các bạn hiểu rõ hơn. Với cái sự thay đổi mới này của Aleister
Thực ra thì đầu game thì nó có lợi hơn rất nhiều, mà late game nó chỉ bị giảm một chút xíu cho phiên bản hiện tại thôi. Thành ra thì Alistar bị được tăng nhẹ một chút sức mạnh. Anh em ơi, tăng nhẹ một chút sức mạnh. Rồi ok, chạy làm sao. Nếu mà các bạn đã được chưa một trúng rồi thì anh em vẫn có thể là dừng combo 1-2-3 đấy, hoặc là 2-1-3 rất là dễ và dồn nhiều sát thương hơn. Đó là cái combo 3 trước, sau đó mới dùng 1-2. Còn tất nhiên là phải có tầm đánh, chứ mình dùng chưa 3 trước là cái chiêu mà tướng địch mà mình chưa phán đoán được hướng di chuyển tướng địch thì mình dùng chưa 3 trước để tóm. Rồi ok, về ở trời chứ không được rồi thì ngay đàn rơi quỷ của cô giáo với ra. Cái này thì có cứu lắm. Alistar là vị tướng đan tay không có, thành ra là anh em phải đợi có kỹ năng thì anh em mới làm ra thả kỹ năng nhá. Chứ đánh thì không được hàm hố đánh thường. Đừng đánh thường cái bị tướng địch áp sát cái là bốc hơi ngay, lập tức. Em thì thấy lợi thế trong trận đấu này team mình đẩy trụ được rất là nhiều và máu trụ của team mình thì chưa mất tí nào. Đấy, có một trụ mít mất một chút xíu máu thôi. Các bạn thể thấy là combo dọn đính 1-2 của Alistar rất là hiệu quả. Thường thì anh em sẽ đảo lên và thủ đường rất là hiệu quả anh em ơi, rất là nhanh. Chỉ cần hai chiêu này là anh em có thể dọn được. Với cái sự thay đổi mới thì ở thời điểm đầu game việc dọn đính sẽ càng dễ dàng hơn. Chào bạn ID nhá. Sao giữa trận rồi mới chào nhỉ? cứ thanh niên nào bị tóm là chắc chắn là chết. Ôi, long kiếm thôi. Ôi, thôi chạy đây anh em ơi. Cái long kiếm quả lợi hại thật anh em ạ. Đấy, một phát long kiếm mà team mình chết hết. Và đội hình team mình thì các bạn có thể thấy rồi, siêu mỏng cánh mà. Không có một tướng đấu sĩ chứ đừng nói đến là có đỡ đòn. Đàn pháp sư với cả xạ thủ thôi. Đội này, đội hình này thì late game thì khả năng cao là thua anh ạ. Nếu mà không đi cùng Pena đẩy giường sớm thì khả năng cao là thua. Bởi vì chỉ cần sự càn lướt của ID với long kiếm và sự trâu bò của Sayao thì team mình sẽ không đỡ được. Rồi, tốc biến qua tường nhưng mà vẫn không tóm được ai. Tìm bạn chạy rất là nhanh. Ở đánh Alistar thì chúng ta thường là mắc chiêu 2 trước, bởi vì chiêu 2 nó rất là quan trọng trong việc anh em đẩy lính này và dồn nhiều sát thương lên nhiều người tướng địch hơn một trong phạm vi nhất định. Cái sự thay đổi này là không nhiều và không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Alistar anh em ơi. Đấy, mặc dù tăng một chút ở đầu game nhưng mà tăng chỉ chút ít thôi chứ không tăng nhiều. Ở đội hình team mình chỉ có đi chung mới giành thắng lợi trong trận đấu này thôi. Và cố gắng không để AD dùng long kiếm vào giữa đội hình. Nếu mà như vậy thì chắc chắn là lát cả team anh em ơi. Cả đội hình chỉ có mỗi Liniana là cơ động, còn đâu là toàn những thanh niên chân ngắn thôi. Thật sự là đội hình khá là cùi bắp. Mà nên cô ba thắng bại tại team anh em ạ. Chứ một mình không thể nào lên cả mùa xuân được. Team bạn kinh công kìa. Xong kinh công rồi. Nhanh vậy trời.
Rồi tôi chạy nhanh còn kịp. Rồi Vayna sẽ là con bài hiến tế của team mình. Không thể chạy được. À, với khả năng kia quái từ rất là xa, dọn quái thì rất là xa, thì Alator sẽ không sợ những đợt là đẩy lính của team bạn anh em ơi. Đó, thủ đường rất là tốt luôn. Thì là chiêu 1, chiêu 2 là xong một đám lính rồi. Xong rồi anh em ơi, team bạn rất là trâu. Trâu như thế này sao đỡ được đây. Đầu game rất là ok, đẩy trụ rất là nhiều, nhưng mà chỉ một combo lại một đợt giao tranh là thế là tình thế đã đảo ngược anh em ơi, đang phải ôm trụ thần trưởng đây, rất là gắt. Rồi đó, cứ để long kiếm là rất là thốn rồi, thôi cáo chết rồi. Vậy là cũng chết lốt, mình thì chưa hồi kỹ năng. Đấy, có kỹ năng rồi anh em ơi, nhưng mà đặt chiêu hai phát đấy thì cũng giết được hai mạng, rất là thơm. Rồi hay, giữ được rồi, còn mỗi Senegal thôi, tóm, chạy làm sao được bạn ơi. Đó, nhiệm vụ của mình sở trường đó là tóm chân tướng địch mà, 2,5 giây cộng với chiêu 1 nữa là hơn 3 giây, thì rất là lâu. Ok anh em ơi, thừa thắng xông lên thôi. Đẩy trụ. Lợi thế có Baina là ở đây. Hồi phục đầy máu cho team nào. Đó. Đây còn có cả John nữa thì ơi, nát anh em ơi, trời. Ôi trời, may quá. Rồi đánh trụ. Đánh trụ một hit nữa. Một trời ơi, may quá anh ơi. Ok. Ở đấy anh em có thể thấy một pha cả team hy sinh để phá trụ đó, cả bốn người làm xuống nhưng mà vẫn xong cái trụ bởi con pháo xe. Rồi video clip mình đến hết rồi, xin chào các bạn nha anh em trong clip kia, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.